Cơm ngon. Mắm thật là rồi, cá cha. Quèo rồi sao nướng ra chứ nó nóng mọi người cháu nướng ra nó không chín mọi người giả nướng ra rau sống rồi ăn với bà Thanh vui lắm nha. Không ăn bún hả? Để tôi lạnh luôn. Tôi lạnh ăn cơm thôi. Rau này không hả? Đủ rồi, bỏ thứ ra rồi. Đâu có rau sống, đâu có rau ấy, đâu có. Rồi. Dập cá. Có con súng rồi đó, dục vô. Cái này có rồi, thứ dập cá. Chụp nó bán cái quán bán đây mà người ta nói mà động cái bả rồi bán tiệm tiệm nó phải bán tiệm như bán tiệm đi bán nó một ai với bà ba triệu thì nó phải đậu được không được bằng được thế ngồi dưới biết đâu thiếu nằm dưới người có một hơi ấy mà thường mà có 3 triệu không trả bả rồi chết chưa anh nó một tuần mình thấy có biết ai nữa ai hiếu bả 3 triệu nên để tới 3 cây số bỏ xuống đi không mà cũng bán đất bán nhà đi không mà không tồn tại à. Đó là tôi phải bán nhà không bán quán thiệt nhà ba nếu tính bán như vậy. À. Tôm ha. Này ăn mắm, lẩu mắm bà rọi. Rau rồi đủ rồi kìa. Không không tính mà gồm tính bán đất ra hả? Cũng từ không được mắm hoài, ăn hoài. Cứ mắm cũng ăn á. Tại những cái ăn. Cô đưa làm á. À biết. Không biết cái đó. Cô đưa làm á. Cô đưa làm á. À dạ biết ai hả? Bán á, bán gồm tính bán hả? Lớn mà, không mẹ? Ừ, đó rồi.
Nó bán gì? Còn bán bán thiếu là con có ba bé ăn cà bé. Không nói gì mà. Nó gì đâu. Bán cái luôn đi đâu? Về bên lỗ á, để sáng mặt trời về lo bà già, đi qua thì con không học. Chứ trưa mới qua hôm nay. Thật gom mà ngọt. Gom bà già con cái vô vô qua đây. Thôi bao nhiêu ngon hơn rồi. Tôi tính cho. Rồi. Em này mắc nẻ không? Bỏ đi. Đó nó tí 7 hả? À. Giờ nó đòi tí mấy nè. Đây hỏi à. Đó mở cái lỗ nữa là ngon đó. Cái lỗ chừng có cái cậu nó thấy nó ngon. Vậy ba nói người ta ba chửi thằng ba suốt ngày à? Ừ, nói dưới làm như ba nhớ rồi mà Tùng cái đầu nha. Ba nói như ba nhớ Tùng. Không biết giảm xuống và thì em Tùng nhớ Tùng nha. Nói ba sẽ giữ chứ không xuống là nhớ. Không có kẹo hả? Không biết ba nhớ thì Tùng. Ngon già dữ thật, thiệt. Ngon ha. Mắm rau, rau ha. Rau vô. Có cà đó thiệt, ngon. Cà chín không à. Cà chín. Quá ăn rồi chín không. Thì nhúng vô, vô chai nhúng cà chín vô. Có giá là không chịu ấy. Em giá là mấy, múc giá là cái giá múc cho nó hả? Được. Rau vô không? Bây giờ múc cái thảy vô đó cho nó miệng cho nó ăn. Ngon hết rồi. Ngon mẹ, ngon. Nấm ngon. Nấm sao? Hút bánh nhà. Hút bánh nhà. Hút thơm. Thơm. Nhưng mà ăn ngon, ăn mà ăn ngon. Chút bánh nhạc mà ăn thôi. Đó.
Đây là thịt ba rọi. Cho nó nóng, cho nó dễ ăn chứ đâu có gà này vẫn luôn. Clip đến đây kết thúc. Chúc quý khán giả vui vẻ. Xin hát.